Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng thủ tục cho thuê xe sơ sài và sự chủ quan, mất cảnh giác của người cho thuê xe ô tô, các đối tượng xấu đã giả danh khách hàng thân thiết có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái dài hạn. Sau khi thuê được xe, đối tượng đem đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc, ghi nhận của phóng viên trên địa bàn tỉnh An Giang. Đây là chiếc xe ô tô mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang vừa thu hồi trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiếc xe này do đối tượng Ngô Văn Tỉnh, tự là Tính, sinh năm 1973, trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thuê rồi đem đến tỉnh Lâm Đồng bán lấy tiền trả nợ. Một số đối tượng do là cờ bạc với tệ nạn xã hội dẫn đến là không có tiền trả nợ thì thường nảy sinh ý định đó là thuê các xe tự lái để đem đi, thứ nhất là cầm, hai là bán. Cái mục đích họ là sử dụng để đánh bạc, để nếu mà thắng thua thì họ sẽ chuộc xe trả lại, còn không thì họ là chiếm đoạt luôn. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình trạng thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm hoặc bán diễn biến phức tạp. Các đối tượng tạo niềm tin với chủ xe bằng những lần đầu thuê xe thanh toán sòng phẳng, sau đó đặt vấn đề thuê xe dài hạn rồi chiếm đoạt. Điển hình như trường hợp của ông Đinh Thanh Tùng, người quản lý bãi giữ xe 99, ngụ phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Do tin tưởng Ngô Văn Tỉnh, tự là Tính, cư trú thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhiều lần thuê xe tại đây rất uy tín, nên khi đối tượng yêu cầu thuê xe 7 chỗ, trả theo tháng với giá là 700.000 đồng một ngày, ông Tùng đồng ý ngay mà không làm hợp đồng thuê xe. Sau khi chuyển cho ông Tùng 21 triệu tiền thuê xe tháng, Tỉnh đem xe về thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng bán xe thuê với giá 520 triệu đồng. Dù việc chỉ bị phát hiện và trình báo cơ quan công an khi người mua xe đến liên hệ chủ sở hữu để làm giấy tờ sang tên. Cũng trong thời gian này, Tỉnh đã kịp thuê thêm một chiếc xe ô tô với giá là 900.000 đồng mỗi ngày và đem bán cho một chủ tiệm cầm đồ ở Buôn Mê Thuột với giá 600 triệu đồng. Hai ba lần nữa thì anh về anh cũng tính tiền sòng phẳng rồi anh về anh trả xe. Khi mà mình biết anh Tính này rồi, mình hỏi rõ là nhà anh Tính này ở Đắk Lắk, nhà cơ sở vậy vậy, mình mới tin tưởng. Lần sau mình anh Tính gọi điện thoại giao xe lại chỗ khách sạn chỗ anh Tính ở đó, thì mình cũng đem xe lại nhờ nhân viên khách sạn đó giao chìa khóa lại cho anh Tính. Khi mà cho y thuê rồi thì mình cũng nghĩ y là nó thuê nó đi làm công việc làm ăn gì chuyện của nó. Rồi khi mà người ta đem xe về đem giấy tờ về đây, người ta đòi sang tên xe thì mình mới vỡ lẽ ra là y đem xe mình đi bán rồi. Tôi may mắn là nó bán cho người ta mà người ta còn để xe lại, là nó chưa mất, chứ còn không là nó đem qua Campuchia cũng mất luôn. Cùng tình cảnh như anh Tùng, tháng 5 năm 2023, anh Từ Tôn Thất Khánh Tùng, ngụ phường Mỹ Quà, thành phố Long Xuyên đã đến cơ quan công an trình báo về việc một đối tượng tên Nguyễn Văn Nam, chưa rõ nhân thân lai lịch, đã thuê xe tự lái của anh, sau đó đem đi cầm cố xe cho một tiệm cầm đồ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, với số tiền 250 triệu đồng. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, với những thủ đoạn tương tự như trên, thậm chí sử dụng giấy tờ giả, đối tượng này đã chiếm đoạt hai xe ô tô trị giá 1,6 tỷ đồng và hiện đang bị công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định truy nã. Đối với cái chủ nhà xe thì họ đa số là thông qua quen biết rồi, họ không làm hợp đồng, không có tính ràng buộc. Nên khi xảy ra sự việc thì muốn xử lý các đối tượng cũng rất là khó khăn. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ đề nghị lập hợp đồng ràng buộc giữa chủ nhà xe và cái người thuê xe. Để thuê xe tự lái thì không có được quyền định đoạt là bán xe hay là cầm xe, mà mục đích sử dụng để đi lại trong công việc. Trên thực tế, thuê xe ô tô tự lái hiện nay là một hình thức kinh doanh khá phổ biến và tiềm ẩn không ít rủi ro. Và khi vụ việc xảy ra, không phải ai cũng may mắn lấy lại được tài sản của mình. Qua những vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo người kinh doanh dịch vụ cho thuê, cầm cố, mua bán xe cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác để tránh tiền mất tật mang.